Switching up, I sold my soul a good price. Out of sight, my hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yeah. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là TJ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về điều gì nhỉ? À, có rồi. Mỗi khi trời mưa, nỗi ám ảnh nhất của mọi nhà đó chính là trời ngập và sấm sét. Những làm chớp nhá, đủ kiểu thôi đã đủ mọi người phát điên. Đặc biệt vào mùa hè, chúng ta cần phải cẩn thận với các hiện tượng thời tiết, đặc biệt là dông và sét. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá những sự thật thú vị về sấm sét nhé. Đầu tiên, nguyên nhân hình thành về sấm sét. Khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, hiệu điện thế giữa chúng có thể lên tới hàng triệu volt. Giữa hai đám mây có hiện tượng phóng tia lửa điện và ta trông thấy những tia chớp. Vài giây sau ta mới nghe thấy tiếng nổ, đó là sấm. Do vận tốc ánh sáng nhìn hơn vận tốc âm thanh nên ta thấy tia chớp trước. Khi đám mây dông tích điện dần mặt đất tới khu vực trống trải, gặp một vật có độ cao như cây cối, người cầm cú sẻng thì sẽ có hiện tượng phóng tia lửa điện giữa các đám mây và mặt đất, đó là hiện tượng sấm sét. Thứ hai, theo dấu hiệu phía bên ngoài của sét được phân ra là một số loại, và loại phổ biến nhất chính là sét vạch với một số dạng khác nhau như sét dải, sét dạng tên lửa, sét dạng chữ chi và sét nhánh. Loại hiếm thấy nhất là sét cầu. Sét vạch thường gặp nhất trong thiên nhiên và cũng chính là nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất. Sau đây chúng ta tìm hiểu về sự thật của sấm sét. Trên thực tế, có nhiều người bị tổn thương vì sét đánh, không phải là tấn công trực tiếp mà do sét đánh vào một vật ở đâu đó biến con người thành nạn nhân, trở thành vật dẫn giữa tia sét với mặt đất. Dòng điện sét đánh truyền xuống mặt đất lan tỏa rộng nên mức độ thương vong không hề nhỏ, gây tử vong và chấn thương vì sét rất cao, thậm chí còn làm cho cả đàn gia súc bị thiệt mạng. Tiếp theo, chấn thương não chứ không phải là bỏng là chấn thương phổ biến nhất khi bị sét đánh. Và trên trái đất có cùng khoảng 2.000 cơn dông trong một lúc. Và theo thống kê, cứ mỗi một giây có gần 100 cú sét đánh và 70% trong số này xảy ra ở vùng nhiệt đới. Và mỗi ngày có 4.000 cơn dông và 9 triệu cú sét đánh. Về tổn thất kinh tế trên thế giới mỗi năm là hàng chục tỷ USD. Và theo nghiên cứu thì nam giới có nguy cơ bị sét đánh cao gấp 5 lần so với phụ nữ. Nếu nhắc đến sét đánh thì mọi người thường nghĩ nạn nhân sẽ trở nên đen thui hoặc khét. Nhưng người sau khi bị sét đánh trúng thì trên cơ thể sẽ xuất hiện hoa sét, vết đỏ hình hoa dương sĩ. Theo ước tính, tượng nữ thần tự do bị sét đánh khoảng 600 lần trên một năm. Năm 1902, sét đánh làm hư hại phụ lĩnh Athens, sau đó người ta phải sửa chữa. Hiện tượng tự nhiên mang tên sét đen trong các cơn bão có thể tạo ra một lượng tia gamma lớn gấp 10 lần so với tia chớp khí quang. Tia sét làm nóng không khí xung quanh lên khoảng 27.760 độ C, nóng hơn gấp 5 lần so với nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Sét đánh xuất hiện ở phạm vi khoảng 5 km tính từ trung tâm của một cơn bão, thậm chí khoảng cách 16 đến 25 km hoặc xa hơn. Vì vậy, dù bạn có ở ngoài bán kính của một cơn bão thì khả năng an toàn vẫn chưa thể là chắc chắn nhé. Xác suất bị sét đánh trong cuộc đời của mọi người là 1/3.000, sắp xỉ 0.33%, con số chiếm rất nhỏ. Để thiệt hại những rủi ro lớn nhất về sét, chúng ta cần đưa ra những biện pháp phòng tránh. Thứ nhất, ngắt điện thoại cố định, máy tính và các thiết bị hay các điện tử khác, tránh tiếp xúc với điện. Thứ hai, tránh tiếp xúc với đường ống nước, kể cả chậu rửa, bồn tắm và nguồn nước. Thứ ba, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, cổng vòm. Đặc biệt, không nằm trên sàn bê tông và không dựa vào tường bê tông. Nếu đã ở ngoài trời không có nơi trú ẩn an toàn thì ngay lập tức rời khỏi các khu vực cao như đồi núi, mỏm núi hoặc đỉnh núi, không nên nằm trên mặt đất, không nên trú ẩn dưới gốc cây cô lập và không nên dùng vách đá và tảng đá nhô ra để tránh sét. Ngay lập tức rời khỏi ao, hồ và các vùng nước khác, tránh xa các đồ vật dẫn điện như hàng rào, dây dắt thay, hàng nhầm, dây thép gai, đường dây điện có xe gió. Không nên đi ngoài trời một mình, đặc biệt là giữa những cánh đồng hoặc khoảng đất thương người. Nếu bạn đang chờ việc câu cá, chạy bộ, chạy xe đạp thì nên ngừng ngay chuyện đó lại và bảo vệ ngay lập tức. Đặc biệt, nước là một chất dẫn điện và bạn không nên bơi lội giữa trời dông và sét. Nếu có thể, bạn nên vào ô tô, xe buýt để tránh sét. Ngoài ra, người ta còn dùng quy tắc 30/30 để nhận tránh sét. Thấy sét đánh, bạn đếm giây đến khi nghe tiếng sấm. Nếu thời gian dưới 30 giây thì nguy hiểm, bạn nên tìm nơi trú ẩn. Cuối cùng, nếu bạn thấy tóc dựng đứng thì lúc này điện tích dương trong bạn đang tăng lên và bạn sẽ bị sét đánh bất cứ lúc nào nhé. Trong tình huống này, bạn cần ngồi xuống lấy tay che tay lại. Tuyệt đối không được nằm xuống mặt đất vì điều đó sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. À, không biết các bạn có đọc qua bí ẩn về sét hồn trong cuốn sách Mãi Mãi Là Bí Ẩn chưa? Hôm nay mình xin giới thiệu một chút về sét hồn nha. Trong đêm mưa sấm sét, một vật sáng là hình cầu kích thước bằng quả cam hay quả nho bay vụt qua cửa sổ vào nhà và lướt qua sàn, chớp nhoáng trong vài giây, phá hủy đồ đạc rồi biến mất, để lại đằng sau những âm thanh và một thứ mùi kỳ lạ. Đó là nhận dạng sơ bộ của sét hồn. Điểm khác thường của sét hồn chuyển động theo phương ngang với vận tốc vài mét một giây. Chúng có thể đứng yên trong không trung hoặc từ trên mây xà xuống mặt đất,
Chúng ít khi bay lên như trường hợp các quả khí cầu nóng chuyển động trong không khí. Nhiều báo cáo mô tả chúng tự xoay khi chuyển động. Thỉnh thoảng chúng trồm lên các đồ vật cứng hay trên mặt đất. Xét hồ thường có thời gian tồn tại không quá 5 giây. Một số ít trường hợp tồn tại quá 1 phút. Xét hồ phân rã theo một trong hai cách: im lặng hay kèm theo một tiếng nổ. Phân rã nghe tiếng nổ xảy ra rất nhanh và kèm theo một số tiếng nổ lớn. Phân rã im lặng có thể xảy ra rất nhanh hay chậm. Sau khi phân rã, thỉnh thoảng xét hồ để lại một chút sương mù hay chất bã. Hiếm khi quan sát thấy xét hồ phân rã thành hai hay nhiều xét hồ nhỏ hơn. Nhóm nghiên cứu còn khám phá rằng các nguyên tố trong địa chất như silicon, sắt và canxi cũng xuất hiện trong xét hồ. Điều này ám chỉ xét hồ là sản phẩm tương tác giữa tia sét từ trời giáng xuống mặt đất. Giả thuyết từng được nêu lên lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm, nhưng kết quả phân tích quang phổ mới đã xác thực quan điểm này. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung của mình. Mong các bạn hãy comment đóng góp ý kiến bên dưới. Nếu hay hãy like và subscribe nhé.